Tiếp theo là món bánh ít trần tứ quý. Hãy cùng nhau giã tôm khô nhé. Và đây là toàn bộ nguyên liệu cho phần nhân bánh. Phi thơm hành rồi lần lượt cho tôm khô, thịt xay, tôm tươi vào, xào với lửa lớn. Kế tiếp nêm gia vị vừa ăn, thầy bít tiêu cho thơm nhé. Cuối cùng là cho đậu xanh vào và trộn đều lên cho hòa quyện. Sử dụng các loại bột nếp màu của Tài Ký. Đầu tiên là nhào bột nếp gấc với nước ấm để có màu cam đẹp mắt. Thực hiện như thế với những màu bột còn lại sẽ cho ra những khối bột mịn và dẻo như thế này. Vó tròn nhân và chia bột thành viên. Nặn bột thành hình chén và cho nhân vào giữa. Chỉ cần đem bánh đi hấp nữa thôi là hoàn tất. Ôi, các bạn đã ngửi thấy mùi thơm chưa nào? Những viên bánh đầy màu sắc mới đẹp làm sao. Cái dẻo dẻo của bột nếp hòa cùng vị thơm đặc trưng của nhân tôm thì không chê vào đâu được. Hai món ăn đầy màu sắc này chắc chắn sẽ khiến bạn phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên cho mà xem. Xin mời!